xin chào các bác, em là Phan Kít đây. Gần đây thì có rất nhiều bác thắc mắc là Phan ơi, sao dạo này mày gầy thế, mày ăn cái gì mà mày về nhận dáng nhanh thế? Trước đây 2 tháng nhìn mày béo lắm cơ mà, sau 2 tháng nhìn mày không có thể nhận ra được là tại sao mày lại có thể gầy nhanh như thế được. Và hôm nay Phan làm cái video này để giải đáp cái thắc mắc mà các bác dành cho Phan, và cũng là chia sẻ cái quá trình là tại sao Phan có thể giảm từ một đứa đang rất béo. Trước đây 2 tháng Phan rất béo và sau 2 tháng Phan có thể về dáng nhanh và gọn như thế này. Thì nói thật với các bác, đó là trước đây khi mà chưa lấy chồng thì Phan chỉ có 40-41 cân thôi. Sau lấy chồng Phan 45 cân, sau sinh bé thứ nhất là bé Nấm vào hồi tháng 1-2016 ấy, thì Phan lúc đấy sinh xong lên bàn cân là 56 cân. Trời ơi, tôi nghĩ trời ơi, từ một đứa 45 cân mà lên hẳn 56 cân, dã man luôn, béo, khủng khiếp. Và lúc đó con nhỏ, rồi là đi làm công việc rất là bận, không có thời gian để mà nghĩ đến cái giảm cân cả. Nên là lúc đấy Phan tìm được sang cái biện pháp, đó là uống thuốc giảm cân. Và Phan đã mua một cái loại thuốc mà dạng bột về pha uống, nó như kiểu bị thuốc bắc ấy. Mình uống sau 1 tháng mình giảm được gần 2 cân. Và sau khi ngừng uống cái thì nó lại về số cân nặng như lúc đầu là 56 cân. Đến đứa thứ hai, sinh bé thứ hai xong là bé Kiến, là vào tháng 12-2017 ấy, thì khi sinh xong lên cân, mình cân thử thì lúc đấy mình 63 cân. Trời ơi, tại sao mà sinh đứa đầu mình cũng tăng cân như thế, lên đứa thứ hai tưởng nó chỉ ở cái ngưỡng như thôi, nhưng mà không nghĩ là nó lại tăng lên bọt hẳn 63 cân. Sau cai sữa nó chỉ về được 60 cân thôi. Và lúc đó Phan lại tìm sang cái biện pháp giảm cân tiếp theo, thì Phan lại mua một cái loại thuốc dạng thuốc con nhộng màu xanh xanh ấy, về uống 1-2 ngày đầu thì cảm giác người nó uể oải, mệt mỏi, cảm giác không muốn làm cái gì cả. Thì bảo chắc là ở do cơ địa mình chưa quen thuốc, rồi mình cứ duy trì mình uống. Sang đến ngày thứ 3, sau khi ăn sáng xong, Phan lại tiếp tục uống cái thuốc giảm cân đó. Và khoảng sau 5-10 phút tự nhiên cảm giác đầu óc nó quay cuồng, xong chóng mắt, xong mồ hôi toát hết ra, xong bắt đầu cổ như kiểu muốn tắc thở ấy. Thế lúc ấy Phan sợ và Phan vội chạy vào trong nhà vệ sinh, Phan móc họng ra để cho nó nôn hết ra. Và lúc đấy sau khi nôn xong vào, cảm giác người nó thoải mái, người nó dễ chịu hơn. Thì lúc đấy cảm giác rất là sợ thuốc giảm cân và mình vứt luôn đi. Mà đợt đấy mình mua gần 2 triệu tiền thuốc giảm cân nhá, nên mình vứt đi. Từ đó đến nay là mình mất niềm tin vào cái thuốc giảm cân. Và đến tháng 5-2020 vừa rồi, em mình nó 90 cân, em mình nó 90 cân ấy, nó bảo là chị Phan ơi, nhìn chị dạo này béo lắm, chị giảm cân đi. Em cũng béo, em giảm cân, em cũng sợ lắm vì nhiều bệnh ấy. Em đang uống một cái loại trà này rất là tốt, mà nó giảm cân hiệu quả mà không gây mệt mỏi gì cả, chị uống đi. Em đang uống này, em uống được 2 tuần mà giảm gần 4 cân rồi. Thế bảo là không, chị sợ lắm. Nhiều loại thuốc giảm cân trước đây chị uống chị sợ lắm. Là không, chị cứ uống đi, đây không phải là thuốc đâu, nó là trà đấy, dễ uống, thơm ngon, dễ uống lắm, chị cứ uống đi. Thế bảo thôi ok, nghe thì nó giảm cân rồi, nghe nó bảo là thơm ngon sẽ uống, ok mày lấy hộ chị để chị uống thử xem như thế nào, quá tao ba bận mà. Thế xong rồi nó lấy về cho mình uống. Mình uống xong thì mình thấy nó thơm ngon dễ uống mà không gây cảm giác mệt mỏi gì cả. Và sau một tuần, sau khoảng tầm chục ngày, mình nhảy lên cân, mình bảo thôi để cân thử xem mình bao nhiêu cân. Thì ui, lúc đấy ngạc nhiên luôn, mình giảm được 1 cân trong vòng một chục ngày. Thế xong rồi tiếp tục mình cứ duy trì uống được 1 tháng 20 ngày. Lúc đấy các bạn biết không, mình giảm được 9 cân. Mình rất là bất ngờ, vì đấy là niềm mơ ước, niềm khao khát. Tại lâu lắm rồi mình mới giảm được cái số cân, về cái số cân mà mình mong muốn như thế, mà về 50 cân nhá, lúc đấy sướng lắm. Và các bạn biết không, em đã dùng cái loại trà gạo lứt hạt chia, dùng combo trà gạo lứt hạt chia và trà thảo mộc giảm cân của Hera. Đây là trà thảo mộc giảm cân Hera Plus này, đây là trà gạo lứt hạt chia này. Đây nó đều là thành phần tự nhiên hết, uống rất là thơm ngon dễ uống và nó không gây mệt mỏi gì cả. Mà Phan uống rồi rất là ok, các bác yên tâm, vì Phan trải nghiệm rồi, an toàn, không có tác dụng phụ gì cả. Nếu mà bác nào vẫn còn thắc mắc về cái hộp trà giúp Phan giảm cân này, thì các bác có thể lưu số của Phan vào số Zalo 0914527867. Các bác có thể thoải mái nhắn tin hay gọi điện để Phan có thể chia sẻ cái sản phẩm này Phan đã sử dụng như thế nào. Vì là mỗi một người thì nó có cái cách uống khác nhau ấy, và mỗi một người có một cái cơ địa khác nhau, nên là cái cách uống hay cái sử dụng cái trà này ấy, nó cũng khác nhau đấy. Nên là các bác cứ thoải mái, Phan sẽ chia sẻ hết nhá. Và Phan sẽ hẹn các bác vào các video tiếp theo, Phan sẽ review cho từng sản phẩm một và xem cái quá trình Phan uống sử dụng như thế nào nhá. Hẹn các bác vào video tiếp theo. Em xin chào và tạm biệt các bác nhá.